Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục quay lại với một cái video hướng dẫn về cái sự kiện mới ra ngày hôm qua. Và trong cái dự định của mình á, thì mình sẽ không quan tâm tới cái sự kiện này. Nhưng mà mình nhận được khá là nhiều câu hỏi từ những người xem video trên kênh của mình á, yêu cầu là hướng dẫn xem cái sự kiện này nó chơi như thế nào. Nên hôm nay mình sẽ cố ra một cái video hướng dẫn chi tiết nhất có thể để mọi người có thể nắm bắt được cái sự kiện này nha. Trong cái phần này thì anh em thấy được cái ba mục là main và exchange và fan vote nó cũng khá là đơn giản. Trong cái phần main này thì anh em chỉ làm những cái nhiệm vụ hàng ngày, là nó nói là những cái daily quest anh em ạ. Là chỉ có những cái thực hiện những cái yêu cầu của nó khá là đơn giản để có thể nhận được những cái điểm UL boy nè. Những cái điểm này á, thì anh em dùng để mở những cái cầu thủ trong cái mốc đó. Và cái sự kiện này diễn ra 14 ngày. Và những cái điểm UL boy này mỗi ngày thì anh em làm tất cả các nhiệm vụ thì sẽ nhận được 90 điểm nha. Và những cái yêu cầu ở phần quest này cũng khá là đơn giản anh em ạ. Chỉ có một cái yêu cầu là có một cái cầu thủ UL player trong cái team để có thể đá được cái chế độ head to head hoặc là vé tắc gì đó thì anh em có thể hoàn thành được cái quest đó hàng ngày nha. Thật ra thì đây chỉ là một cái sự kiện nhỏ trong cái event dài Totti để cho anh em đỡ nhàm chán thôi, chứ thật sự những cầu thủ này thì không có một cái giá trị gì cả anh em ạ. Về cái mặt hình ảnh, tất cả các quả thẻ luôn nhìn cũng không thật sự đẹp. Và sau khi có được cái điểm UL boy thì anh em sẽ tiêu vào chỗ này nha, để có thể nhận được cầu thủ 80 cộng cũng như là cái điểm UL exchange boy. Và cái UL exchange boy thì ở cái phần tiếp theo mình sẽ nói cho anh em sử dụng như thế nào nha. Và khi mở được 7 lần trong cái cầu thủ 80 cộng đó thì anh em sẽ nhận được một cầu thủ 85 nè, có cái tên là Tuta gì đó. Cầu thủ này cũng khá là lạ với mình, hình như thi đấu trong câu lạc bộ Frankfurt thì phải. Và sau khi hoàn thành được 15 cầu thủ á, tương tự như vậy á, thì anh em sẽ nhận được cầu thủ icon là Hagi. Và mình nghĩ cái sự kiện này diễn ra trong 14 ngày và mỗi ngày như vậy là 90 điểm. Thì nếu mà đạt được cái Hagi ấy, thì mình nghĩ là phải tốn đâu đó một ít game hoặc là FIFA Boy nữa. Và cái ô thứ ba là cái phần mà anh em phải nhận được 900 điểm cái Starbucks Credit. Là cái điểm này được thêm 100 điểm UL Boy cho cái phần mở cầu thủ 83 cộng. Thì mình nghĩ đây là một cái điểm để có thể hỗ trợ để lấy được Hagi. Con cầu thủ này cũng khá là đẹp, cái over 89, và đặc biệt những cái cầu thủ huyền thoại của mùa này thì anh em biết rồi, sẽ chơi thật sự rất là hay và rất là khác biệt so với những cầu thủ còn lại. Và cái ô thứ tư là cái ô cuối cùng thì anh em sẽ nhận được cái UL Super Logo. Cái phần này thì trong cái logo ngày hôm qua trong cái video trước thì mình cũng nói rồi, là cái logo đó là bình thường, còn cái logo này nó gọi là Super nha. Và yêu cầu để nhận được cái logo này thì anh em phải có 11 cầu thủ Europa League trong cái đội hình, và anh em phải chiến thắng được một trận đấu head to head hoặc là vé tắc gì đó. Nó yêu cầu hai cái chế độ đó. Chỉ cần một trận thắng thôi thì anh em sẽ nhận được cái logo này. Và vẫn như vậy thôi, cá nhân của mình đánh giá cái giải C2 này thì tất cả mọi thứ đều rất là bình thường. Đây cũng là một trong những cái logo để cho anh em có thể sưu tập thôi. Và để cuối cái sự kiện này á, trong 14 ngày thì anh em đủ cầu thủ thì có thể xếp vào đá một trận đá head to head để có thể nhận được cái logo đó. Và về để trong phòng truyền thống vậy thôi, chứ thật sự mình nghĩ cái logo này cũng sẽ rất là ít người dùng. Và bây giờ mình sẽ vào cái phần thứ hai là cái phần exchange nha. Phần trong này thì chỉ có một cái ô như thế này thôi, để có thể đổi được cầu thủ bằng game hoặc là FIFA Boy trong cái mốc cầu thủ 70 cộng, những cái cầu thủ Europa League luôn nha. Nhưng chắc chắn là mình cũng không đề xuất anh em có thể sử dụng game hoặc FIFA Boy vào cái vị trí đó đâu nha. Bây giờ mình sẽ vào cái phần exchange nè, là cái phần mà trước đây anh em mình hay hiểu là phần SBC á. Thì trong phần này sẽ có sự xuất hiện của Beckham này, là cầu thủ huyền thoại của Arsenal. Và cái phiên bản này thì FIFA gọi là cái phiên bản Event Icon nha. Và để đổi được Beckham thì anh em cần 16 cầu thủ 83 cộng của cái sự kiện Europa League này, và kèm theo đó là 3.000 cái điểm UL exchange boy. Là cái điểm này mỗi ngày tương ứng đâu mình nhận đâu đó khoảng chừng 100 điểm. Thì nếu mà 3.000 điểm thì phải cần 30 ngày, và cái sự kiện này chỉ diễn ra 14 ngày. Đó là cái việc anh em tự hiểu nha, mình cần phải bỏ tiền để có thể nhận được Beckham. Cái đó là điều rất là rõ ràng rồi. Cầu thủ Beckham ở vị trí CS thì chắc chắn mình cũng nghĩ rất là kén người chơi luôn, cũng sẽ rất là ít người để chọn cầu thủ này. Và kèm theo đó sẽ là 8 cái nhánh đấu của cái giải C2. Tương tự như vậy thôi, anh em cũng làm những cái exchange và anh em cứ xem cứ chết những cái nhánh đấu như thế này nè. Có những cái câu lạc bộ hoặc là có những cái cầu thủ nào đó yêu thích của mình á, thì anh em cũng có thể thực hiện nha. Và mình nghĩ cái này cứ đợi sau 14 ngày anh em có được gì thì mình sử dụng cái đó thôi, cũng không cần phải đầu tư thêm một cái gì cả. Vì đây mình nhắc lại chỉ là một cái sự kiện phụ trong cái sự kiện dài Totti thôi. Và những cầu thủ này thì chắc chắn là cái giá trị nó sẽ thấp hơn Totti rất rất là nhiều luôn. Và trong cái nhánh đấu ví dụ như cái group F này thì có sự xuất hiện của hai cầu thủ 90. Và cái việc để thực hiện exchange những cầu thủ này thì chắc chắn rồi, nó sẽ đòi hỏi thêm cái điểm UL exchange boy và những cái cầu thủ của những cái câu lạc bộ tương ứng trong cái nhánh đấu này nữa, là những cầu thủ 70 cộng nha.
và kèm theo đó sẽ là 400 điểm ULS trên board nha. Cái điểm này thì cũng khá đơn giản, nếu mà 400 thì mình nghĩ đâu đó hết cái sự kiện này anh em có thể đổi được 3 cầu thủ nếu anh em chuẩn bị được những con hàng 70 cộng. Và anh em cứ lần lượt như vậy thôi, anh em chết những cái con hàng trong những cái group đấu này. Có những con hàng nào anh em quan tâm thì cái này cũng là độ nhân phẩm nha. Mở được một cầu thủ 80 cộng anh em may mắn thì mở được ví dụ như Nainggolan như anh em đang thấy nè. Và những yêu cầu của nó sẽ xuất hiện tương ứng như thế này thôi. Đó, khi những cái cầu thủ này 70 cộng và số lượng sẽ là 5 hoặc là 10, nó sẽ xuất hiện bên dưới rất là rõ ràng. Và anh em nhìn vào thì chắc chắn sẽ hiểu ngay là nó yêu cầu những gì rồi. Và đó là tất cả những gì có trong cái phần thứ hai là phần exchange nha. Mình nghĩ cái event này thật sự rất là lằng ngoằng luôn anh em, đưa những người chơi đi tới vì chỗ này chỗ khác, thật sự không có skill game, không có match gì cả, chỉ có phần quest và phần đổi cầu thủ thôi, rất là khó hiểu. Mà cái format này thật sự rất là nhạt luôn, đối với cá nhân mình là như vậy. Còn trong cái phần cuối cùng là phần fan vote thì cái này kiểu như là bầu chọn thôi anh em ạ. Mỗi ngày thì anh em sẽ nhận được một cái điểm UL ballot như thế này, và sau đó anh em sẽ dùng cái phiếu bầu của mình để có thể bầu chọn trong những cái group đấu như thế này, như là group A, group B này. Thì anh em sẽ chọn một trong bốn cái câu lạc bộ này. Một trong bốn câu lạc bộ này sẽ là những cái câu lạc bộ được đi tiếp trong cái vòng tiếp theo, kiểu tương tự là như vậy thôi, ở vị trí 1, 2, 3. Thì anh em đưa ra cái dự đoán, đây là một cái dự đoán thôi, phần quà của nó cũng sẽ trả về cho cái dự đoán của mình. Rất là dễ hiểu trong cái phần fan vote này. Và mình cũng không quan tâm cái giải đấu này, cho nên mình cứ vote đại thôi. Mình sẽ vote cái phiếu của hôm nay cho cái câu lạc bộ Real Sociedad nè. Và ở cái phần trả thưởng thì nó cũng có ghi rõ ràng là nó sẽ trả thưởng sau đây 6 ngày nữa, là sau cái ngày 10 tháng 3 nè, 19 giờ cái giờ của Canada thì phải. Thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng của mình sau khi anh em đưa ra những cái phiếu bầu là những cái dự đoán của mình á. Thì anh em có thể may mắn sở hữu được những cầu thủ 90 cộng của cái Europa League nè, hoặc là 70 cộng, hoặc là coin, hoặc là skill boost nha. Nhưng mà cái những cái phần thưởng này đối với cá nhân của mình nhìn thì cũng rất là bình thường luôn, cũng không thật sự lôi cuốn lắm. Và sau khi thực hiện xong 4 lần bầu chọn của mình thì anh em nhận phi được cầu thủ EMAT này của câu lạc bộ Napoli này, cái Skillwood Vision Over 85. Over này thì hiện tại khá là thấp rồi, nhưng mà cầu thủ này có cái thể hình cũng như là cái bộ chỉ số khá là đẹp anh em ạ. Nếu mà anh em cày chay mà có thiếu vị trí CM thì đây cũng là một cái lựa chọn khá là tuyệt vời. Và nhiệm vụ làm cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần vào và vote 4 lần là có thể nhận được EMAT rồi. Và đó là tất cả những gì có trong cái sự kiện event Europa League. Bây giờ mình sẽ vào cái phần store để xem là trong cái event Europa League này nó sẽ xuất hiện những cái gì, có thật sự hay ho hay không, và anh em có nên đầu tư hay không nha. Trong cái phần event offer này thì Europa League nó sẽ xuất hiện hai cái mục như thế này. Và ở trên cái hàng đầu tiên thì anh em có những cái challenge, nó gọi là challenge 1, 2, 3, 4, 5. Và sau khi may mắn đi được tới cái challenge 5 thì anh em có thể nhận được cầu thủ 89 vị trí GK của Aurela nha. Cầu thủ đang thi đấu trong câu lạc bộ của West Ham, quốc tịch Pháp. Cầu thủ này cũng khá là ấn tượng mấy mùa FIFA gần đây anh em ạ. Và cái cách để chơi cái challenge này thì cũng khá là đơn giản. Anh em phải đầu tư 300 cái FIFA Boy cho cái challenge 1 đầu tiên. Còn ở phần bên dưới thì sẽ có những cái móc quà như là cầu thủ 87 hoặc là cầu thủ 83 cộng, cũng như là cái điểm ULS trên Boy anh em có thể mua thêm ở trong cái phần store này. Và cái giá trị FIFA Boy anh em bỏ ra để sở hữu những cái vật phẩm như vậy thì mình nghĩ thật sự không phù hợp, không hợp lý một chút nào cả. Mình cũng không đề xuất anh em có thể đầu tư vào chỗ này nha. Nếu anh em muốn tìm cảm hứng vui thì có thể đầu tư vào cái phần challenge này. Và cái challenge này thì cũng như là kiểu đánh bạc vậy anh em ạ. Anh em đầu tư 300 FIFA Boy cho những cái lần mở tiếp theo. Nó ghi là chữ free, nhưng mà nếu anh em vào cái phần mà challenge mode reset thì chắc chắn nó sẽ đưa anh em về lại cái challenge 1 và sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đây chắc chắn là một canh bạc rồi, và mình nghĩ cái này chỉ là cái trò chơi nhân phẩm của những người thích cảm giác mạnh thôi, chứ riêng cá nhân mình thì cái việc này mình cũng bỏ qua. Và tóm lại trong cái sự kiện Europa League này thì mình chỉ khuyên anh em là chơi chay hoàn toàn 100% nha, không tốn một FIFA Boy hoặc là một cái game nào vào cái sự kiện này cả. Tất cả game hoặc là FIFA Boy thì chắc chắn mình sẽ đầu tư vào những cái sự kiện lớn hơn, ví dụ như là sự kiện Ultimate Team of the Year đang xuất hiện nè, hoặc là sắp tới thì sẽ có sự kiện của cái giải đấu là C1 nữa, là cái giải đấu trên của giải đấu này, thì ở đó chắc chắn sẽ có nhiều cái cầu thủ xuất sắc hơn và nhiều ngôi sao hơn và giá trị nó sẽ cao hơn. Và đó là tất cả những gì có trong cái nội dung video hướng dẫn cái sự kiện Europa League lần này của mình. Nếu anh em có những cái thắc mắc nào đó còn chưa hiểu, có những câu hỏi hoặc là những đóng góp ý kiến gì đó, anh em có thể chia sẻ vào phần bình luận giúp mình nha. Đến đây thì anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video này ủng hộ giúp mình. Tỷ lệ người xem mà quên đăng ký kênh cũng còn khá là nhiều, anh em nhớ ủng hộ giúp mình nha. Và anh em có nhu cầu mua FIFA Boy mà an toàn, giá rẻ và nhanh chóng nhất có thể thì anh em cứ trực tiếp liên hệ Zalo với mình sẽ hỗ trợ anh em 24/7 luôn nha.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.